Rồi mình xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ test cho các bạn một cái máy lọc thác của Subo nha các bạn. Đây là cái máy WB408H. Nó có công suất là 6W nha các bạn. Và lượng nước nó bơm lên được là 600 lít trên giờ. Đây là máy bơm nha các bạn. Và đây là cái ngăn lọc của máy nha các bạn. Cái dòng máy này thì có cái hộp lọc rất là to. Đối với những dòng lọc thác này á, những hộp lọc to thì các bạn có thể bỏ những vật liệu lọc trong trống cho nó chứa vi sinh để phát triển, để mà cái nước của mình trong nha các bạn. Để mình tháo cái băng keo này ra cho các bạn xem bên trong đó nha. Trong máy nó có cho sẵn mình ba cái miếng bông lọc này nha các bạn. Và bên trong nó có những cái than lọc nước nha các bạn. Bạn nào muốn sử dụng thì cũng được. Chỗ này nó còn trống nè. Các bạn có thể bỏ đá matrix hoặc là một số vật liệu lọc khác nha. Hoặc là các bạn có thể bỏ ra luôn cho nó rộng rãi cũng được. Tùy theo mục đích sử dụng của các bạn nha. Rồi bây giờ để mình kết nối với cái máy bơm mà mình test thử sản phẩm trong nước cho các bạn xem luôn nha. Cái này là cái các bạn gắn vô đây nha, để cho nó kê trong cái thành hộ mình cho nó được đứng thẳng nha các bạn. Máy này thì nói chung là kết nối rất là dễ các bạn. Nó chỉ có cục máy, các bạn gắn cục máy nó vào đây thôi là xong nha. Chỗ này các bạn có thể tăng đưa lên được một chút xíu, tại cái ống nó cao tới đây nè các bạn có thể thụt xuống. Nhưng mà mình thì mình để về luôn nha các bạn. Với đi kèm theo máy nó có một cái ống hút đáy có cái lược màu đen nha các bạn gắn vô đây cho mình. Cái lược này để cho cá con hoặc là ấy nó đừng có bị hút vô nha các bạn. Rồi, nói chung vậy là xong, hoàn thành nha các bạn. Và bây giờ để mình test sản phẩm trong nước cho các bạn xem luôn nha. Rồi mình đã gắn sản phẩm này lên bể rồi nha các bạn. Thường đối với những dòng lọc thác thì các bạn nên châm nước đầy, nhưng mà cái này nó có máy bơm riêng thì các bạn khỏi cần châm nước cũng được nha các bạn. Bây giờ để mình bắt điện cho các bạn xem nha. Đó, một chút xíu là nó sẽ bơm lên được. Cái này do mình đang test thử nên mình đã bỏ 3 miếng bông lọc này ra để cho nó đừng bị dơ miếng bông lọc nha các bạn. Máy này thì chạy rất là êm nha các bạn. Mình để gần cho các bạn nghe rất là êm luôn, không nghe tiếng ồn luôn. Đối với máy này các bạn có thể sử dụng cho hồ tầm 60 xăng được nha. Các bạn cũng có thể bỏ 3 miếng bông lọc này ra để các bạn để những vật liệu lọc vô đây. Lọc nước nó sẽ ổn định hơn và nước sẽ trong hơn nha các bạn. Máy này có công suất là 6W và lượng nước nó bơm lên được là 600 lít trên giờ. Ở đây nó có cái nút để mình chỉnh lưu lượng nước nữa các bạn. Các bạn có thể chỉnh, bây giờ ở đây là mình đang mở hết lốc, các bạn có thể khóa nhỏ lại cũng được nha các bạn. Rồi mình xin chào tất cả các bạn nha.